Quý khán giả thân mến, chỉ với diện tích ước chừng 150 m², nhưng một không gian trưng bày tại hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển đã để lại những ấn tượng về một Cần Thơ vừa cổ kính nhưng cũng rất hiện đại. Đây không chỉ được xem là không gian văn hóa, nghệ thuật mà còn là một thành phố Cần Thơ thu nhỏ, đem lại sự thích thú cùng niềm tự hào đối với các tầng lớp nhân dân về một thành phố trẻ, năng động, văn minh, hào hiệp và phát triển. Bây giờ mời quý khán giả hãy cùng với phóng viên Đồng Khởi khám phá ngay sau đây. Đây là mô hình quyển sách với kích cỡ thật lớn. Ở đây ghi đầy đủ các thông tin về lịch sử hình thành cũng như là quá trình phát triển của thành phố Cần Thơ. Ngoài ra thì tại không gian này còn có rất là nhiều cái mô hình mô phỏng về những cái công trình, về những cái địa điểm nổi tiếng của thành phố Cần Thơ. Trong đó có những cái công trình, những cái địa danh từ xưa cũ cho đến những công trình, những cái địa danh mang tính hiện đại. Lần đầu tiên tôi thấy được cuốn sách như thế này, rất là đẹp, độc đáo và rất là thích thú. Cái lịch sử của thành phố Cần Thơ, mình hy vọng là tương lai thành phố mình sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Cái địa điểm ở đây thì em cảm nhận được là nó giống như là một mô hình thu nhỏ nhưng mà nó đại diện cho một cái nét đẹp riêng của Cần Thơ mình. Các mô hình không gian rất đẹp, nó đại diện cho về các mặt truyền thống và các mặt hiện đại của thành phố Cần Thơ mình. Thấy rất là ấn tượng, em đi bữa nay là ngày thứ hai rồi đó. Dạ, hôm qua em cũng vào đây, dạ em đi tham quan rồi em chụp ảnh để làm kỷ niệm. Thấy Cần Thơ mình trong 20 năm qua nó cũng phát triển hơn nhiều. Dạ, quá tự hào về Cần Thơ. Thì đối với một con người mà đã sinh ra lớn lên ở thành phố Cần Thơ thì em thấy thành phố càng ngày càng thay da đổi thịt, thì càng ngày càng văn minh, lịch sự, con người thì cũng thay đổi nhiều từ cái nếp sống của người đồng bằng sông Cửu Long. Bình dân thì nó hiện đại, trở nên hiện đại hơn, nhưng mà cũng bên cạnh đó thì cũng có những cái hoài cổ, nét hoài cổ vẫn gắn liền với những cái phong tục tập quán xưa mà cũng được tái hiện ở cái không gian của buổi triển lãm ngày hôm nay.